u ám xương khô. Chúng ta sắp bước vào một trận chiến cuối cùng, một trận chiến lớn nhất để tiêu diệt chúa quỷ. Cho nên là bây giờ anh mời hai đứa ăn táo đi lấy năng lượng, chuẩn bị cho trận chiến này. Thôi tác hình thế nhờ. Táo ngọt á. Trận chiến sắp tới chúng ta nhất định phải thắng. Tương lai của trái đất phụ thuộc vào chúng ta. Cho nên phải cố gắng hết sức nha. Quỷ đã đến rồi kìa, đi đánh. Em lấy được năng lượng chưa? Hả coi. Chúng ta chiến đấu. Chiến đấu thôi. Các em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Khoan, để tụi em biến hình cái đã. Nằm đi thôi. Rồi biến đi. Tụi em biến hình xong rồi. Được rồi. Chiến đấu. Đi thôi. Cái xương này thì để cho hai em quýnh đi, anh ngồi nghỉ. Hai con này nó dễ lắm, gọi quýnh đi. Con yêu quái này dám lộng hành hả? Năm năm của cha ra. Trời ơi, con này yếu quá à. Trời, yếu quá. Còn con này để cho em. Ok. Cú đám xương khô. Hai em quýnh thấy mấy con này thấy quýnh dễ không? Dễ lắm. Con á sao mới giữ nè. Còn con nữa. Ủa con gì em Titan? Con này rất là mạnh. Hơi mạnh thực lắm. Thực lực của nó chỉ thua sau con boss thôi. Hơi ghê vậy. Trận này mình phải cố gắng hết sức mới được. Đúng rồi, đi thôi. Hình như em có cảm giác cái con quái vật ở nhà mình rồi đó. Đúng rồi, nó thấy mình đi, nó tranh thủ nó lại, nó đợi. Bây giờ mình về nhà liền đi. Mau mau về nhà kiếm ra. Đã phát hiện được quái vật. Đúng rồi, nó kìa. Ngươi là ai? Hãy mau xưng tên họ. Đúng. Ta là kỵ sĩ bóng đêm, chưa bao giờ thất bại lần nào. Lần này gặp khó thiệt rồi. Bỏ chạy với Vinh, quýnh đi, anh ngồi ngoài đợi xíu. Nó quýnh đi, hãy quýnh bạn đi rồi tới anh vô. Quýnh đi. Rồi quýnh đi. 5 năm của cha ra. Anh chuyên muốn tới nghe bộ bộ. Chị nó sao vậy? Ui sao té vô cái không dung chích nổi luôn vậy? Tại đau. Cái con này anh nói nó mạnh lắm. Bây giờ tới anh hả? Anh được coi. Anh cũng hơi sợ rồi đó. Nhưng mà không sao. Thử phun bộ kiếm. Chưa xài lần nào. Bây giờ xài. Hả? Chị ngươi có quýnh không? Nãy giờ làm tao tức mặt lắm rồi đó. Quýnh chứ. Tại như hơi bị ngứa giò thôi. Giò quýnh thiệt ra. Ây da. Trời ơi. Ủa, nó mất tiêu rồi. Tại sao? Trời ơi, chị Tam sao? Sao rồi? Nhảy. Trời ơi, nó quên anh muốn na thở luôn. Trời ơi, cái gì đây nè? Trời ơi, nó chém cái gách áo luôn hên. Da còn cứng chưa lủng. Nó mạnh thì chưa đó. Thôi bây giờ ba anh em tụi mình xào tiệc chiêu Tam dung hợp kỹ đi. Đúng rồi đó, anh Titan, cái tiệt chiêu đó là tiêu diệt mọi quái vật đó. Nhìn nó đúng. Đúng rồi. Nhưng mà tiệt chiêu đó mình chỉ xài được một lần mà thôi. Mình để dành chiêu đó diệt con boss. Bây giờ cái con này mình làm cách nào để đánh nó đây? Hay bây giờ mình ăn nỉ nó đi. Ủa được không chị Chán? Chắc được đó Vinh. Hay bây giờ mình biến hình lại bình thường đi, biết đâu nó siêu lòng. Sẵn anh có áo đách nè, anh giả ăn xin lại xin nó, còn nó trời. Nó chịu nghe lời mình không? Thôi. Các người nãy giờ nói chuyện xong chưa hả? Đèn quýnh mà. Nói chuyện xong rồi. Đúng rồi. Lên. Thấy ông á hả? Thân hình con người như vậy làm sao mà đi theo tụi hắc ám cho được? Đúng rồi, dạ em hỏi á. Theo tụi hắc ám này không có tương lai tốt đâu. Mình về lại phe con người đi mà. Đúng rồi, vậy phe người đi. Không, người ta nghĩ là đi theo đó cũng chung chướng dữ lắm. Không, chỉ chứ người mà trên dạng người nữa. Cực khổ lắm. Nhưng mà tụi tôi á là phe con người, phe chính nghĩa. Thôi ông về phe chính nghĩa đi. Người ta nói là chính nghĩa luôn thắng tà mà ông không nhớ hả? Thôi đi về đi mà. Đi.
Để tao suy nghĩ lại coi. Thiệt mà bóp luôn cái giò này suy nghĩ đi, suy nghĩ lẻ lên đi. Sẽ theo đến thôi. Bây giờ mình là một đội, mình sẽ đi diệt con boss đó nữa là thế giới yên bình. Đi thôi. Để tao biến dịch tiếng nghĩa cái. Biến dịch tiếng nghĩa. Thôi lên kia đi, quýnh nó đi. Ờ, đi. Đã tới nơi rồi. Đúng rồi đó, đợi chưa? Em biết, ở lâu này đó, chắc chắn sẽ có chú quỷ ở đó đó. Đúng rồi. Ôi, được rồi, tiến tới. Đi thôi. Chuẩn bị có một trận chiến rất là ác liệt. Đúng chúng rồi. Ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Trang Vinh biến hình đi. Rồi, em nữa, biến hình luôn. Ok. Ủa, biến hình xong rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Ủa, sao mình đứng im vậy? Ủa, em biến hình về chính nghĩa rồi nè. Thấy không, cơ bắp cuồn cuộn nè. Rồi, bây giờ, chiến đấu. Đi thôi. Đã phát hiện một con quái xương. Đúng rồi. Thôi, đem đi con. Không, con quái này yếu lắm, không cần tới em đâu. Để anh được rồi. Trời ơi, yếu quá. Các người, các người muốn tìm nhà tôi chết à? Được rồi, ta sẽ cho các người lộ diện. Bá dưới đây nước. Gặp được đối thủ rồi. Trời ơi, nó kêu mình bá dưới mà nút kìa. Rồi, để cho mình chiến đấu. Hổm dài á là tao me me dữ lắm rồi nha. Thanh kiếm ác quỷ. Ủa, thanh kiếm ánh sáng mới đúng. Rồi, vậy em lên nha, em lên nha. Ừ, lên đi. Hồi nãy thay kiếm dài lắm mà. Sao bây giờ cái kiếm chút xíu vậy? Cái hay, cái cây kiếm này là cái cây kiếm ánh sáng mà. Trời ơi, anh sáng gì kiếm giấy. Thôi quên đi, quên đi. Ok, ok, ok. Thôi dạ, đợi tao một vũ khí nha. Rồi, nghe rồi. Đây chính là cây quyền dụng của ta. Và ta sẽ cầu biết thế nào là đại hại của ta. Để chia dòng kết này. Mình quýnh không lại. Đúng rồi. Không lẽ bây giờ mình quýnh lại. Thôi chạy đi, chạy đi. Thôi chạy, chạy. Tuy tao quýnh không lại người, nhưng mà tao vẫn còn đồng đội ánh sáng của ta. Anh em đâu? Lên. 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 Ủa? Ủa? Anh em đâu rồi? Trời ơi. Anh em đâu? Anh em đâu? Anh em tao đâu rồi? Giờ có mà ngươi, mà ngươi giống phải chủ ta thì ta sẽ trừng phạt ngươi nặng nhất. Cũng là một đồng đội mà, nhưng tại sao đồng đội lại bỏ mình đi hết chân rồi? Hãy xin lỗi. Ê, bỏ tụi tôi đi nè. Mọi người đi hả? Tụi tôi thử lòng ổng thôi mà. Rồi, bây giờ mình sẽ hợp sức đánh bại chú quỷ đi. Ok, đi ơi. Đã đến lúc chúng ta sử dụng chiêu cuối. Đúng rồi, tam dung hợp kỹ. Tam, 1, 2, 3, 4. 4 đứa, sao tam được? À, tứ dung hợp kỹ. Đúng rồi, đúng rồi. Tạm tay lại. Chuẩn bị xài hết năng lượng luôn nha. Ok, tứ dung hợp kỹ. Thấy kỹ. Nếu mà như vậy, tôi đã thấy được chiêu cuối luôn. Chiêu cuối. Đúng là đoàn kết là sức mạnh. Đúng rồi. Có đoàn kết chúng ta sẽ chiến thắng tất cả. Chính xác luôn. Rồi, nhân dịp clip này là clip chào mừng mình quay trở lại team. Hello anh em nhé. Hiện tại thì với mình đã trở lại đông đủ rồi. Đúng rồi đó. Nhưng mà các bạn có hứa hết nào thì các bạn cứ comment đi, anh em mình sẽ làm hết luôn. Đúng rồi. Các bạn phải nhớ nhấn like, subscribe. Hy vọng các bạn ủng hộ cái clip này nha. Và ủng hộ clip sau nữa nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.